Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Hẹn ước của anh của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. lúc tôi có nhận thức tôi biết được bố tôi rất yêu tôi nhưng mẹ thì lúc nào cũng cau có cáu gắt coi tôi giống như cái gai trong mắt cần nhổ bỏ mỗi lần bố đi làm về bố đều mua cho tôi mấy nghìn xôi ruốc hoặc những hôm có lương thì sẽ mua cho tôi vài bộ quần áo đẹp tuy nhiên bố đều lựa những lúc mẹ tôi không có nhà mà thôi còn nếu không may bị bà nhìn thấy thì kiểu gì tôi cũng bị bà lườm nguýt rồi chửi bới thậm chí bố cũng bị mẹ lườm không thương tiếc tôi vẫn còn nhớ một lần nghe được cuộc cãi vã của hai người mẹ tôi trách bố không ngừng kêu là thừa tiền nuôi một kẻ vô tích sự và nghiệt chủng như tôi từ lần sau cấm triệt để không được mua cho tôi cái gì khi đó tôi thật sự rất buồn tôi chạy ù ra gầm cầu thang của khu tập thể cũ khóc không ngừng nước mắt ngắn nước mắt dài giàn rụa đầy mặt tự hỏi bản thân là tôi có tội tình gì mà mẹ tôi lại đối xử với tôi như vậy là do tôi hư hay là do tôi khiến cho mẹ bực bội cái gì chỉ cần mẹ nói là tôi sẽ sửa mà hay là tôi vốn dĩ không phải là con của bố mẹ cho nên mẹ mới căm thủ tôi tuy nhiên dù tôi có dùng cái đầu óc non nớt của mình suy nghĩ như thế nào đi nữa thì vẫn không tìm được câu trả lời căn bản tôi chẳng biết mình phải nên tìm hiểu từ đâu và ngoài tôi bố mẹ cũng không còn ai nữa thì làm gì có chuyện tôi không phải con gái của họ chứ biết được mẹ không yêu thích mình những ngày sau đó tôi càng cẩn thận hơn làm cái gì cũng tỉ mỉ cũng bảo bố là từ giờ đừng mua cái gì cho tôi nữa đến bữa ăn tôi cũng biết điều không dám ăn thức ăn nhiều Đi học thì cố gắng ngoan ngoãn để cô giáo không phản ánh với mẹ. Không biết là do mẹ đổi tính hay là do mẹ thấy vừa mắt với sự biết điều của tôi mà sau đó bà cũng không có ra vào lườm nguyết hay là cạnh khóe những lời không hay nữa. Ít nhiều khiến cho cuộc sống của tôi trở nên dễ thở hơn một chút. Vốn cứ tưởng cuộc sống sẽ như vậy êm đềm trôi qua thì bất chợt cho đến một ngày bi kịch đột nhiên kéo đến đó là vào năm tôi 6 tuổi, bố tôi qua đời. Cái chết của ông là một cú sốc lớn đối với mẹ, bởi vì tôi biết mẹ rất yêu bố, yêu nhiều đến mức bà có thể bỏ mặc hết tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh ông. Sự xuất hiện của tôi đã khiến cho bà chán ghét, bây giờ bố tôi lại vì tôi mà mất, thì bà càng căm thủ tôi hơn, không ngừng đánh đập và chửi rủa có những bữa cơm bà còn không cho tôi ăn cơm hoặc là ném cho tôi mấy cục cháy để tự sinh tự diệt. Hoặc là có khi tôi đang ngủ, bà cũng vào kéo tôi dậy rồi cầm roi đánh tôi những trận đòn hẳn đầy vết trên người. Thậm chí đến những quyển sách và bài thi được cô giáo chấm điểm 10, bà cũng đem đốt đi hết. Những lời độc địa của bà vẫn hẳn sâu trong tâm trí non nớt của tôi, cay nghiệt và đầy chua xót Sao người chết không phải là mày Mà lại là chồng tao Sao không phải là mày hả Mẹ con xin lỗi Con đừng có gọi tao là mẹ Tao không có loại con như mày Con nghiệt xúc còn đĩ nòn Mày chết cụ mày đi Mỗi lần mẹ tôi chửi như vậy Là một lần cơ thể non nớt của tôi Phải chịu những cái tát Cái đạp, cái đánh Tưởng chừng như muốn chết ngay tại chỗ Đau đến tận xương tủy Tôi có khóc, có cầu xin Có năn nỉ nhưng mẹ chẳng để vào tay lấy một lần. Tất cả sự hận thù đều dồn hết lên tôi. Với bà, tôi là một đứa tội ác tài trời khi tôi chính là nguyên nhân khiến cho bố ra đi sớm như vậy. Nếu như thời gian có thể quay lại, tôi hứa ngày đó nhất định sẽ không bao giờ bảo với bố là mình muốn học múa, muốn ăn bánh kem, để rồi vì có tiền mà bố chấp nhận đi làm thêm. Cuối cùng mãi mãi ra đi. Tôi vẫn nhớ mang máng lời công an nói với mẹ tôi rằng người đâm phải bố tôi là một người có tiền và có địa vị. Gia đình tôi tốt nhất nên nhận tiền đền bù xong im lặng cho xong chuyện. Chỉ nếu muốn làm to thì chỉ có thiệt thân mà thôi. Bởi vì mẹ tôi với tôi làm gì có bản lĩnh chống lại được người ta. Chính vì những lời đe dọa ấy, sự căm hận của mẹ tôi càng trở nên dâng đầy có một khoảng thời gian tôi thấy bà đi suốt Gần như không trở về nhà Và bắt đầu ăn mặc trở nên đẹp hơn Sảnh điệu hơn Nhàn sắc một bước lên mây Quả thật mẹ tôi rất đẹp Bình thường đã đẹp với nước da trắng Cùng với mái tóc đen dài Bây giờ lại càng trở nên đẹp hơn nữa Chưa kể bây giờ bà mới có 28 tuổi So với mặt bằng chung Thì độ tuổi vẫn ở xuân thì Mẹ không nhắc đến bố nữa cũng không chửi mắng tôi nữa Thi thoảng còn mua đồ cho tôi Bảo tôi là cố gắng ăn uống cho tốt Như vậy sau này mới giúp được mẹ Lúc đó tôi khó hiểu lắm Nhưng vì sợ mẹ lại chửi bới với đánh mình Nên bản thân không dám hỏi giúp mẹ cái gì Mãi cho tới khi một ngày Mẹ dẫn tôi đi đến trước một tòa nhà cao ngất ngường Xong đứng ở gốc cây chờ đợi Tới khi thấy một người phụ nữ dắt hai đứa con một trai một gái của mình ra. Tay tôi bị mẹ siết chặt như muốn nghiền nát. Tôi không dám nói với mẹ là tôi đau. Còn mẹ tôi thì ngồi xuống sát vào tôi. Chỉ vào ba mẹ con nhà người nọ hỏi tôi. Quỳnh, con thấy ba mẹ con nhà kia không? Tôi gật đầu lý nhí đáp lại mẹ một tử vâng. Người phụ nữ kia cũng xinh đẹp giống như mẹ tôi vậy. Tuy nhiên nhìn lại sang trọng hơn. Có lẽ vì trên người họ đều đắp những hàng hiệu đắt tiền. Còn hai người con của cô ấy, bé gái thì như thiên thần với mái tóc xoăn dài ngang vai, cười lên rất đẹp. Bé trai thì lạnh lùng, nhưng lúc cười với bé gái, để lộ ra hai chiếc núm đồng tiền rất xinh. Tóm lại, ba người ấy đẹp như trong tranh bước ra vậy, đẹp tới mức tôi còn thấy diễn viên trên truyền hình chưa ai đẹp bằng nữa. Quỳnh từ bây giờ con phải ghi nhớ rõ ba gương mặt kia cho mẹ. Sao, sao vậy mẹ? Họ là ai vậy à? Là kẻ thù của chúng ta, là kẻ đã giết chết bố của con, hiểu không? Vậy con phải làm gì ạ? À? Với tôi, sự ra đi của bố cũng khiến tôi đau lòng, biến cuộc sống của tôi từ màu sáng biến thành tối đen. Chính vì thế khi nhìn thấy nghe mẹ nói kia là kẻ đã giết chết bố tâm hồn non nớt của tôi cũng bắt đầu xuất hiện sự chán ghét và tức tối. Căn bản tôi vẫn không quên lời vị công an kia là gia đình tôi đừng hòng truy cứu được mọi chuyện bởi vì lỗi là ở bố tôi. Bố tôi chết là đáng. Sau khi nghe tôi hỏi vậy, mẹ tôi im lặng một lúc rồi cũng nói tiếp. Cách trả thù chúng tốt nhất chính là hãy phá nát gia đình ả, khiến cho ả đau khổ tột cùng. Quỳnh con hãy nhớ kỹ cho mẹ khi chúng ta bước vào gia đình của ả à, việc của con là phải hành hạ mấy đứa con của ả à, hiểu không vậy còn mẹ ạ à? mẹ sẽ cướp cả gia đình và các con của ả à. tóm lại chúng ta nhất định phải khiến cho chúng đau khổ tột cùng con có nghe rõ mẹ nói không con nghe rõ rồi ạ à. sau ngày hôm ấy mẹ tôi thường xuyên tìm hiểu về gia đình nhà người phụ nữ kia sau đó đưa cho tôi những tấm ảnh của hai chị em họ kèm với sở thích. Mẹ bảo với tôi, đó là một đôi chị em sinh đôi, người em tên là Hoàng, người chị tên là Nhi, năm nay 5 tuổi, là con của một ông chủ xí nghiệp nào đó lớn lắm, tiền tiêu không hết. Mẹ bảo một vài ngày nữa, mẹ sẽ chuyển tôi đến trường hai người đó học và đương nhiên nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tiếp cận họ, chơi thân với họ lấy được sự tin tưởng và thân thiết của họ. Còn sau này như thế nào, mẹ tôi sẽ chỉ cho tôi tiếp. Lúc ngay sau những lời ấy, quả thật tôi cảm thấy mông lung vô cùng, bởi vì tôi với mẹ làm gì có tiền. Mẹ lấy đâu ra tiền cho tôi học trường quốc tế với những người kia được cơ chứ? Nhưng đến cùng tất cả sự lo lắng ấy của tôi đều thành thừa, bởi vì một tháng sau đó, mẹ tôi thật sự đã xin cho tôi học được cùng trường với hoàng và nhi từ ngày tôi học ở đó tất cả trường đều khinh thường tôi vì tôi là một đứa quần áo trên người đều không phải là đồ đẹp thêm nữa tôi cũng không biết nói tiếng anh thành ra học lực lúc nào cũng xếp ở dưới chính vì sự yếu kém đấy cũng khiến cho cô giáo chán ghét đối với sự bắt nạt của các bạn đều thờ ơ không quan tâm Mỗi ngày tôi đều phải cắn răng chịu đòn của lũ nhiều tiền ấy. Đau thật nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc bởi vì tôi vẫn chưa gặp được Hoàng. Nhưng rồi thật may, dòng xã suốt 3 tháng cuối cùng thằng nhóc đó cũng chướng mắt với mấy vụ bắt nạt. Cậu ta oai hùng đi lên giải cứu tôi khỏi đám người. Còn Nhi thì chạy lại đỡ lấy tôi hỏi han tôi. Ban đầu tôi cũng theo như kịch bản của mẹ đưa ra không thể hiện ngay mà từ chối khéo léo. Sau đó dần dần làm thân với họ, từ những chiếc kẹo đến mấy chiếc bánh bao lề đường hoặc vài cuộn cơm sắc sang biển. Nhi thì rất thích, Hoàng thì lạnh lùng khó chịu với kẻ như tôi. Nhưng về sau cũng cầm lấy ăn cho đến hết. Chưa hết cậu ta còn dạy tôi học tiếng Anh sau mỗi giờ tan học, cho tôi rất nhiều những quyển sách đắt tiền mà mẹ tôi không bao giờ mua cho tôi cả lúc ấy tôi chợt thấy ấm lòng vô cùng tôi nghĩ sao trên đời lại có một người đẹp trai giống như cậu ta cơ chứ người gì vừa trắng vừa nhiều tiền sau này lớn lên sẽ đẹp lắm ai lấy được thì sẽ hạnh phúc cả đời tất nhiên suy nghĩ này cũng chỉ dám xuất hiện vài giây ngắn ngủi rồi dập tắt bởi vì tôi biết mình không thể quên đi được những lời mà mẹ dặn là phải trả thù sau khi quen được hai tháng và một ngày cuối tuần tôi nhìn thấy đôi mắt của Nhi sưng húp lên như vừa mới khóc xong. Cậu ta ngồi một mình ở ghế đá, tay cầm nắm cơm tôi đưa cho vừa ăn vừa nấc nghẹn. Tôi hỏi cậu ta thế nào, cậu ta cũng không nói. Mãi về sau khi mà tôi mang bài hù dọa ra thì cậu ta nức nghẹn lên với tôi bảo rằng Gia đình em không còn hạnh phúc nữa rồi. Bố em, bố em đánh mẹ em. Thế à? bố em không còn yêu mẹ em nữa bố em bảo bố có người khác rồi chị ạ à. bố em sẽ lấy người đó sẽ ly hôn với mẹ em chị ơi giờ em phải làm sao đây bố mẹ sẽ đuổi bọn em đi mất chắc là không đâu nếu có đi thì cũng là mẹ của em đi thôi không được nhà này là nhà của mẹ con em người khác có quyền gì mà chen vào chứ con đàn bà ấy chỉ giỏi cướp chồng người khác nhất định sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp được đâu. Nguyên cả một buổi ấy, tôi ngồi im như pho tượng khi nghe Nhi kể về chuyện tình tan vỡ của bố mẹ nó, nghe nó khóc, nghe nó chửi những lời căm thù. Khi ấy tôi vẫn không biết được người đàn bà kia là ai. Cho đến khi trở về nhà, thấy tiếng rên rỉ của mẹ ở trong phòng, rồi những lời đường mật dụ dỗ của mẹ, rồi khi tôi nhìn thấy người đàn ông bước ra từ phòng của bà, thì tôi cũng rõ ràng được tất cả rằng mẹ tôi chính là người phá nát đi hạnh phúc của gia đình nhi và mẹ tôi cũng đang từng bước từng bước tính cách đưa tôi vào trong căn nhà đó để có thể thực hiện kế hoạch một cách dễ dàng hơn không muốn làm chướng ngại vật trong mắt mẹ và người tình của bà tôi khoác chiếc cặp trên vai rồi lững thững đi trên vỉa hè cứ đi vô định mãi đến khi đi tới công viên thì bất chợt nhìn thấy Hoàng. Cậu ta ngồi trên ghế đá một mình, khuôn mặt lạnh tanh nhưng cũng giống như vừa mới khóc xong vậy. Tôi mua mấy xiên nướng mang đến đưa cho cậu ta. Ban đầu cậu ta chán ghét không thèm liếc lấy một cái, hử lạnh đầy khinh thường. Mấy cái đồ rẻ tiền này, đừng có đem đến trước mặt tôi, bẩn thỉu Bẩn cái gì mà bẩn, loại người như cậu lớn trong nhung lụa nên có bao giờ biết được mấy cái món này ngon như thế nào. Tôi nói cho cậu biết Nó là mỹ vị nhân gian đấy Mấy món trong nhà hàng cậu ăn chắc gì đã ngon bằng Đem ra chỗ khác Không đem Nào ăn thử một miếng đi Tôi kiên quyết không để lời hoàng vào tai Cầm xiên thịt dí vào miệng cậu ta Ban đầu cậu ta ngọ ngợi nhìn tôi với đôi mắt đỏ phừng phừng đầy tức giận. Nhưng mà khi cậu ta cắn được một miếng thì thái độ cũng thay đổi hẳn. Cậu ta không còn từ chối nữa mà chậm chậm ăn hết. Tới khi hết rồi còn kéo tay tôi chạy ra quán thịt xiên nướng gọi rất nhiều. Sau đó cùng ngồi ăn với tôi. Hai đứa trẻ chúng tôi mang theo mỗi người một tâm sự, suy nghĩ. Rồi đến tận nửa đêm, tới khi mà lái xe của Hoàng đến tìm mới cùng nhau đi về mỗi người một hướng. Sinh nhật 6 tuổi, Hoàng với Nhi được mẹ tổ chức cho một buổi tiệc thật lớn những người đến dự đều là học sinh trong trường cùng với đối tác của bố bọn họ tôi cũng được hoàng đích thân mời đến cậu ta còn mua cho tôi một chiếc váy rất là đẹp bảo với tôi là nhất định phải mặc đến dự nếu không thì đừng có trách tôi vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc mình nhìn thấy chiếc váy ấy cảm giác đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vô cùng thích thú bởi vì dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy một chiếc váy công chúa lộng lẫy thế này làm sao mà có thể rời mắt được tôi ngập ngừng hỏi cậu ta cậu cho tôi thật đấy à ừ chị nhớ mặc đến đấy biết chưa nhưng mà tôi không có nhiều tiền mua quà tặng cho cậu đâu cậu có thích quà nào không không cần chị đến là được rồi quà cáp nhà tôi đầy chẳng thiếu được vậy tôi nhất định sẽ đến mặc dù miệng cậu ta là không tặng quà cho hoàng nhưng tôi cũng không thể đến đó tay không được vì vậy tôi vẫn cố gắng tích góp tiền tiêu vặt mẹ mình cho để mua cho cậu ta một chiếc ghim cải áo đính đá chiếc ghim này so với tôi thì rất đắt nhưng so với hoàng thì lại rất rẻ tiền thậm chí còn chẳng đáng để cậu ta để vào mắt đấy thế nhưng tôi không ngờ khi tôi đưa cho cậu ta cậu ta lại vui vẻ nhận lấy mở ra trước mặt tất cả lấy chiếc ghim đó đeo lên. Dưới ánh điện sáng lộng lẫy, chiếc ghim ánh lên hào quang sáng chói chiếu thẳng vào mặt tôi rất đau. Nhưng cũng đâu đó, một góc nơi trái tim nhỏ bé xuất hiện sự ấm áp. Đúng, là sự ấm áp mà trước giờ tôi chưa từng có được. Bạn bè đều coi tôi là rác rưởi không ai chơi với tôi, không ai tiếp xúc. Một ngày không phá sách vở tôi thì đều là đánh tôi. Chỉ có Hoàng và Nhi là đặc biệt. Họ là người đầu tiên cho tôi biết tình bạn là thế nào. Là người đầu tiên coi tôi là bạn. Là người đầu tiên cho tôi cái nọ cái kia. Chia cho tôi những thứ tốt đẹp và họ có. Giá như họ không phải là con của kẻ thù tôi thì tốt biết mấy. Dưới bục, trẻ nhỏ thì mỗi người được xếp một bàn ăn bút phơ. Người lớn thì mỗi người một ly rượu xã giao đầy nói cười mỗi câu chuyện đều nói về dự án gì đó rất nhiều tiền ai ai cũng khen gia đình họ hạnh phúc và khiến người khác không ngừng ngưỡng mộ cho đến khi từ ngoài cửa chính bóng sáng của mẹ tôi xuất hiện mẹ tôi cũng rất xinh đẹp bà cũng nhanh chóng thu hút được rất nhiều cái nhìn của đàn ông có mặt ở hội trường tuy nhiên bà đều không quan tâm đến họ một đường đi thẳng đến trước mặt bố của hoàng đưa cho ông ta một tờ giấy được kẹp trong một chiếc phong bì rồi nói: "Anh Sơn, em có món quà muốn tặng cho gia đình anh, chúc cho gia đình anh mãi mãi như bây giờ, gắn bó keo sơn." Nghe mẹ tôi nói vậy, ông ta cứng họng, ngược lại thì người vợ dường như đã nhìn ra được sự khác thường nào đó, cầm lấy chiếc phong bì của mẹ tôi đưa cho sau đấy mở ra. Tôi không rõ trong đó ghi cái gì, nhưng chỉ vài giây sau đó, sắc mặt của bà ta rất tệ, thậm chí còn loạn trọng, gần như muốn ngất xỉu, hét ẩm lên để đau đớn. Một cách ấy biến cuộc sinh nhật của Hoàng Nhi trở nên nhốn nháo. Không ai còn tâm trạng nào để tiếp tục ca hát nữa. Cuối cùng phải kết thúc sớm hơn sự định. Tôi theo mẹ về nhà. Lúc bước vào bà đưa mắt nhìn chiếc váy của tôi một lượt. Lúc này mới cau mày hỏi. Ai mua cho mày chiếc váy này? Là cái thằng nhóc đấy à? Vâng ạ. À. Còn nhỏ mà cũng tâm lý phết đấy nhỉ. Dạo này mày với hai đứa nó thế nào? Có tốt không? Bọn con cũng ổn ạ, à? mà sao vậy mẹ? Sắp tới tao với mày sẽ cho nhà nó một món quà bất ngờ. Bình thường tôi không quá quan tâm tới những lời của mẹ nói, nhưng mà bây giờ tôi thật sự tò mò, thậm chí còn muốn biết mẹ đang tính toán cái gì. Vì thế lưỡng lự một lúc Bản thân cũng cất giọng hỏi Món quà đó là gì vậy mẹ? Mày quan tâm làm gì? Hay là mày sợ tổn thương nó? Mày quên lời tao nói rồi à? Con không phải đâu mẹ Chẳng qua là con tò mò thôi Con tốt nhất là mày nên như thế Nghe cho rõ đây Chồng tao vì mày mà chết thảm Những kẻ đốn mặt đó Là những kẻ hại chết chồng tao vì thế đối với chúng nó mày chỉ được phép hận thù hiểu không nếu tao phát hiện mày xuất hiện tư tưởng với nó thì đừng có trách tao ác con nghe rõ chưa con biết rồi ạ à? tôi lý nhí nhìn mẹ những ngón tay nhỏ bé siết chặt lại quả thật tôi cảm thấy không ác độc nổi khi nhìn thấy hoàng và nhi đau lòng nhưng mà những lời của mẹ vẫn đủ sức nặng đánh thẳng vào đại não của tôi ép tôi phải nhìn vào sự thật là bố tôi đã chết tức tưởi như thế nào. Chính những con người đó phá nát cuộc sống nhỏ bé của nhà tôi. Chính người đàn bà là mẹ của bọn họ đã đâm chết bố tôi. Chính chồng bà ta là người chạy tiền cho vợ trắng án. Vì thế họ bị như thế này là đáng, rất đáng. Tôi không việc gì phải cảm thấy xấu hổ cả. Chuyện xảy ra ở bữa tiệc khiến cho Hoàng và Nhi nghỉ học mất 3 ngày. Đến ngày thứ tư tôi mới thấy họ xuất hiện, tuy nhiên lần này cả hai đều không hề vui vẻ. Hoàng còn đỡ, nhưng Nhi thì khóc đến rừng mắt, nó nức nở kể với tôi. Người đàn bà ấy mang thai rồi, bố em bảo sẽ đón người đó về nhà ở, muốn ly hôn với mẹ em. Chị Quỳnh, nhà em thật sự không còn được như trước nữa rồi. Tôi không biết phải an ủi thế nào bởi vì lúc này người phá hoại họ là mẹ của tôi thành ra tôi không thể chửi những lời cay độc được hoàng đứng bên cạnh nhi cậu ta hử lạnh đầy tức tối quát chị khóc thì giải quyết được cái gì nhức cả đầu không khóc thì làm gì bây giờ em bảo chúng ta bây giờ phải làm gì đây làm đủ mọi cách để con đàn bà đó không sống yên ổn được ở nhà chúng ta muốn giữ được nhà thì phải biết ác độc chị khóc như thế thì giải quyết được cái gì nhưng mà chúng ta còn nhỏ chúng ta sao đấu lại được chứ chúng ta còn mẹ em bảo rồi nhất quyết không được để mẹ rời khỏi căn nhà đó bởi vì mọi thứ chúng ta đang có cũng góp phần của mẹ và ông bà ngoại ông ta không có quyền chiếm đoạt chị nghe đến đây tôi cũng lơ mơ hiểu ra được xí nghiệp nhà hoàng bây giờ không phải là do bố cậu ta gây dựng lên mà là ông ngoại của cậu ta thành lập sau này mẹ cậu ta gả cho bố cậu ta Thì sang tên để bố cậu ta làm chủ Được cái bố cậu ta cũng là một người đàn ông thông minh và có tài Chỉ cần vài năm đã phát triển và mở rộng Doanh thu theo đó mà trở nên tăng cao hơn Có tiếng hơn trong giới thượng lưu nhà giàu Đàn bà vây quanh ông ta không phải ít Có người thậm chí còn gài bẫy Nhưng ông ta vẫn một lòng sắc son với vợ Ấy vậy mà không hiểu sao mẹ tôi lại có thể đánh gục người đàn ông nhìn tưởng là liêm chính này khiến cho nhà ông ta trở nên đảo lộn. Cứ thế liên tiếp mỗi tháng, tôi luôn là người ngồi nghe nhi tâm sự, là người dẫn hoàng đi ăn mấy món ăn vặt mà tôi thích ăn, chỉ cho cậu ta góc bí mật mà mình hay đến, móc ngoéo với cậu ta, nơi này là bí mật của cả hai chúng tôi. Có thể nói tình bạn lúc ấy của chúng tôi thật sự rất đẹp. Nhưng cho đến một ngày tôi với mẹ được một chiếc xe sang trọng đến đón. Người đó đưa chúng tôi đến một biệt thự rất là sang trọng. Một biệt thự 5 tầng với cổng và sân vườn rất đẹp. Giống y hệt như trong phim mà tôi vẫn thường xem. Xa hòa và đầy tráng lệ. Tôi theo mẹ đi xuống trên tay xách chiếc túi du lịch cũ kỹ nhỏ. Nặng nề từng bước chân đi vào. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc khi Nhi đi cùng với Hoàng nhìn thấy tôi xuất hiện ở nhà họ bọn họ mỗi người một cảm xúc hỏi tôi quỳnh sao chị lại đến nhà em ai đưa chị đến đây vậy chị muốn rủ em đi chơi à đợi em thay quần áo đã nhé chị đến đây làm gì đã bảo là nhà tôi hôm nay có việc cơ mà câu hỏi ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại không nói được lời nào còn bố của hoàng lúc này cũng dõng dạc tuyên bố giống như một tiếng trống báo hiệu từ bây giờ vòng quay số phận của chúng tôi bắt đầu lan bánh. Đây là Quỳnh và mẹ của chị ấy. Từ bây giờ họ sẽ sống ở nhà chúng ta. Suốt quãng đường ngồi từ trên xe đến đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần và tưởng tượng ra sắc mặt của hai chị em nhà Hoàng rồi. Và tôi cũng đã tự dặn lòng của mình là dù có thế nào cũng không được lay động nảy sinh tội lỗi vì tất cả trước giờ đều nằm trong kế hoạch mà mẹ vẽ ra và chúng tôi đang thực hiện nó rất là tốt thế nhưng tận mắt nhìn thấy sự đau lòng của nhi cùng với đôi mắt không biết mang theo cảm xúc nào của hoàng tôi thật sự cảm thấy đáy lòng mình nặng trĩu chua sót vô cùng tôi không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào nhi thì vẫn chạy đến túm lấy cánh tay của tôi túm chặt như một chiếc phao nước nghẹn trong nước mắt chất vấn Quỳnh, bố em đang nói dối đúng không? Chị với người đàn bà này không có quan hệ gì đúng không? Tôi, chị sao vậy? Chị nói đi mà. Nhi gào lên, nước mắt càng giàn ruộng nhiều hơn. Mẹ nó kéo nó ra khỏi người tôi, cấm không cho lại gần tôi nữa. Đôi mắt nhìn trừng trừng mẹ tôi như muốn ăn tôi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi miệt thị. Lại đốt mặt như mày, sớm muộn cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Một con đàn bà vô dụng, chỉ biết nằm ngửa để dụ dỗ đàn ông. Mày tưởng mày vào được nhà tao là mày sẽ có tất cả à? Mày nghe cho rõ đây. Mày với con mày cũng chỉ là loại tỷ tiện rẻ rách. Thối nát thì muôn đời thối nát. Nói xong bái quay sang Nhi và Hoàng. Kéo hai đứa lại về phía sau mình. Sau đó chỉ về phía tôi giàn dạy. Nó cũng giống con mẹ nó. Đều là loại chơi chẽn không biết xấu hổ. Lợi dụng tính kế người khác mẹ đã dặn các con rồi nhưng các con không nghe bây giờ các con đã nhìn rõ bộ mặt của nó chưa nhi vẫn nức nở nhưng mà không có nhường nhị gì hết nghe cho rõ đây mẹ cấm hai đứa tuyệt đối không được phép chơi với nó nữa đừng để nhân cách bẩn thỉu của nó làm vấy bẩn các con con hiểu chưa con biết rồi nhi lý nhí đáp lại còn hoàng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Nhưng mà tôi biết cậu đã không còn coi tôi là bạn nữa, mà bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi thật sự trở thành kẻ thù của nhau. Vì mẹ của Hoàng không chịu ly hôn mà mẹ tôi cũng không chịu đi, thành ra chúng tôi đều sống chung với nhau ở căn biệt thự này. Thời gian đầu mặc dù có sóng gió, nhưng mẹ của Hoàng thật sự là một người nhẫn nhịn bà ta thở ơ trước tất cả những lời khiêu khích cùng với sự nhiệt tình đầy âu yếm của chồng mình với mẹ tôi khiến cho ông ta tỏ lòng thương xót không đỡ lớn tiếng và tất nhiên điều ấy khiến cho mẹ tôi cực kỳ ngứa mắt và nhân lúc không có ai kéo tôi vào một góc đưa cho tôi một gói thuốc rồi nói Chiều nay người làm nấu canh mà nhất định phải bỏ viên thuốc này vào nồi đó cho tao, hiểu không? Viên này là viên gì vậy mẹ? Viên gì mày không cần biết, chỉ cần mày bỏ vào đấy là được, nhớ là phải làm cẩn thận, đừng có để ai nhìn thấy, nếu không thì chết cả lũ đấy. Con biết rồi ạ. À? Tôi không dám cãi lời mẹ, cũng hành động vô cùng cẩn thận, cho viên thuốc đó vào nồi hầm của bà. Đến tối tôi vừa đi tắm ra thì nhìn thấy mẹ tôi đang đứng ở cầu thang, khiêu khích mẹ của Hoàng. Cuộc nói chuyện của hai người đó không nhỏ nên tôi có thể nghe thấy rõ mồn một, một từng câu miệt thị một con phỏ rẻ tiền không xứng đáng để tao phải tốn nước bọt mày nên nhớ mày chỉ là một con đàn bà không có não mày tuổi gì mà đấu lại được tao đúng là tao không giỏi như mày nhưng mà mày nhìn xem không phải là chồng mày đang mê mệt tao sao chưa kể bây giờ tao lại mang thai đứa con của anh ấy mày nghĩ mày còn đủ quyền lực ở cái nhà này con cái loại nhiệt chủng trong bụng mày Của chồng tao hay không Đến bản thân mày còn không biết Mày lôi nó ra để dọa ai Thế thì tao phải báo cho mày Một tin buồn là Đứa bé này thật sự là con của anh ấy À tao có bản xét nghiệm ADN đây này Mày có muốn xem không Mẹ tôi cười nửa miệng Lấy điện thoại ra đưa cho mẹ của Hoàng xem Vài giây sau Tôi thấy bà ta sắc mặt tái mét Tát mẹ tôi một cái đau điếng lao lên túm tóc đánh tiên cuồng giống như kẻ thù. Lúc này mẹ tôi cũng đã mang thai được 7 tháng, tôi sợ mẹ gặp nguy hiểm nên vội chạy ra với mục đích là muốn đỡ bà, nhưng mà còn chưa kịp đỡ thì lúc này cả người mẹ tôi lại lăn xuống cầu thang một vòng, máu đỏ ộc ra thành một vũng lớn. Mẹ tôi nằm đó với sắc mặt vô cùng đau đớn, vừa vặn cũng là lúc bố của Hoàng xuất hiện ngoài cửa. Tất nhiên ông ta cũng bị một cảnh này dọa cho sợ tái mét mặt. Vội vàng chạy lấy đỡ lấy mẹ tôi. rối rít hỏi Hàn. Mẹ tôi túm chặt lấy tay ông ta nức nở. Anh Sơn, em đau quá. Em đau quá anh ơi. Con của em, con của em liệu có làm sao không anh? Lan, không sao đâu. Anh đưa em đi viện. Em sợ lắm anh ơi. Anh Sơn, anh cứu con em đi. Thằng bé được 7 tháng rồi. Em sợ lắm đối với những giọt nước mắt của mẹ lúc này tôi thật sự không biết nên nói là bà diễn quá mức giống thật hay là do tôi bị bà đánh lừa nên cảm thấy lo lắng và hoảng sợ vô cùng nhưng mà mới suy nghĩ đến đó tôi lại nghe thấy mẹ tôi yếu ớt nghẹn ngào chỉ về phía mẹ của hoàng tố cáo anh sơn anh đừng trách chị kiều nhé chị ấy cũng chỉ là quá chướng mắt em vì em chen vào hạnh phúc của hai người thôi Chuyện em ngã là ngoài ý muốn Không phải là chị ấy cố ý đâu Anh đừng trách chị ấy Chuyện này cả Quỳnh nó cũng nhìn thấy Anh không tin cứ hỏi con bé xem Mặc dù mẹ tôi không trực tiếp hắt nước bẩn lên người mẹ của Hoàng Nhưng mà tôi biết bà muốn tôi là người thực hiện điều ấy Bởi vì hiện tại bố của Hoàng cực kỳ mê mẹ tôi Xong ông ta đối với tôi cũng rất tốt và tin tưởng cho nên chỉ cần là lời tôi nói thì nhất định ông ấy sẽ tin. Bây giờ chỉ cần tôi thêm mắm dặm muối vào một tí thì kiểu gì mẹ con Hoàng cũng sẽ có kết cục thê thảm. Như vậy công cuộc trả thù của mẹ con tôi đang từng bước, từng bước thành công lớn rồi. Ngành đón cái nhìn để căm phẫn và oán hận của mẹ Hoàng. Mẹ tôi túm lấy áo ông ta, giúp người vào đó, nước mắt ngắn dài vẫn thi nhau chảy xuống là em sai rồi. Đáng lẽ em không nên yêu anh, không nên sơ suất để mình có thai. Như vậy gia đình anh vẫn mãi hạnh phúc. Anh Sơn, anh đưa em đến bệnh viện rồi về với chị ấy đi, cứ kệ em. Em đừng nói nữa, anh đã gọi xe cấp cứu rồi, họ đến ngay bây giờ thôi. Em cố lên, còn cô ta em không việc gì phải nói giúp. Đợi em khỏe lại, anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta. Anh không thể để một người đàn bà độc ác xuất hiện ở cuộc đời chúng ta được. Nhưng mà không có nhưng mà gì hết Loại đàn bà như cô ta Mới là loại khiến cho người khác chán ghét Chỉ là một đứa bé 8 tuổi Tôi đương nhiên chẳng biết tình yêu là gì Nhưng mà tôi biết cảm giác Khi phải nhận những lời cay nghiệt này Từ người mình thương và tin tưởng Thật sự đau lòng và chua xót vô cùng Nghe nói mẹ của Hoàng bên ông ta Từ lúc cả hai học đại học Cho đến bây giờ cũng được 14-15 năm có đủ sự cưng chiều và yêu thương. Ngưỡng tưởng cả đời đã kết tóc thể hẹn. Ai ngờ bây giờ nhảy ra người thứ ba chơi chẽn như mẹ của tôi cướp đi hết. Ai mà chịu đựng được. Chưa kể người thứ ba này còn nuôi ý tưởng muốn cướp hết tất cả và đuổi mẹ con họ ra ngoài đường. Quả nhiên như tôi suy nghĩ khi mẹ tôi vừa dứt lời mẹ của Hoàng càng phẫn nộ hơn chửi với mẹ tôi không thường tiếc thậm chí còn lao lên muốn đánh bà. Hành động ấy càng khiến cho chồng bà ấy nổi điên, đưa mẹ tôi cho người làm đỡ ra xe cấp cứu. Trước khi đi còn không quên tát mạnh vào má bà ấy một cách thật mạnh. Cái tát gần như dùng hết sức, tôi thấy khóe miệng bà ta chảy máu, đỏ bừng bừng lên, cả người đổ vật xuống sàn. Ông ta quát. Nếu làn có chuyện gì thì đừng trách tôi ác. Bấy lâu này tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Anh vì một con phỏ mà đuổi mẹ con tôi Anh dám Chả có gì thằng này không dám hết Tôi nhắc lại cho cô nhớ Tôi yêu Lan Cả đời này tôi sẽ yêu cô ấy Tốt nhất là cô ngoan ngoãn ly hôn đi Như thế tôi còn châm trước việc cho cô nuôi con Và chu cấp tiền cho cô đấy Anh Nó cũng là con của anh Anh sao có thể Chỉ cần là do cô sinh ra thằng này không cần Đều là lũ nghiệt xúc Sau khi ông ta dứt lời ở cửa cũng phát ra tiếng động lớn. Tôi nghiêng đầu ra nhìn, phát hiện Hoàng với Nhi đã đứng đó từ bao giờ. Dưới chân là mảnh vỡ của lọ gấp một nghìn ngôi sao lấp lánh. Hai người họ chạy ù lại đỡ mẹ của mình. Hoàng chiếu cái nhìn chán ghét sang tôi, nhất thời khiến cho tôi không thể bước chân nổi. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi cũng gạt đi tất cả, chạy theo người đàn ông kia ra xe để tới bệnh viện dù sao thì mẹ tôi cũng bị thành như thế này cố ý hay là vô tình nó cũng nguy hiểm đến tính mạng tôi không thể trước mắt bỏ qua không quan tâm được có điều dù luôn miệng cầu nguyện mong phật tổ có thể phù hộ cho mẹ tôi thì kết quả vẫn rất là xấu bởi vì đứa bé trong bụng mẹ tôi sinh non và không thể giữ được và đương nhiên điều này giống như một con dao găm sắc nhọn đâm vào lồng ngực của ông ta vậy khiến cho ông ta ôm lấy mẹ tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Và càng tệ hơn là ông ta nổi lên sự căm hận với người vợ chính thức của mình. Ngày thứ năm mẹ tôi nằm viện, nhân lúc ông ta rời đi có công việc, tôi cũng bước lại gọt hoa quả cho mẹ. Sau đó thì thầm hỏi bà, mẹ còn đau không ạ? À? Mẹ tôi cười nhạt, bà không vui khi thấy tôi ủ rũ, bà gắt. Mày làm sao đấy? Hay là mày lại thương xót cho hai đứa kia? Không phải đâu mẹ ạ. À. Bọn con không nói chuyện với nhau lâu rồi. Con chỉ là lo cho mẹ thôi ạ. À. Mẹ có đau lắm không? Không đau. Ngược lại, con rất vui là đằng khác đấy. Mà nghe cho rõ đây. Tối về thì đem hết quần áo sơ sinh mua ném đi. Đừng có giữ lại. Vâng, con biết rồi. Trong cặp tôi vẫn còn đôi tất nhỏ xíu mua cho em bé từ tuần trước. Định là sẽ đợi em chào đời rồi gửi cho em ai ngờ bây giờ tôi đã mãi mãi không thể gặp được em nữa rồi thật ra tôi cũng rất muốn hỏi mẹ vì sao lại tàn nhẫn với một sinh mệnh bé bỏng như vậy nhưng mà tôi không đủ can đảm vì sợ bị mẹ đánh ai ngờ ngay sau đó mẹ bảo với tôi chuyện mày bỏ thuốc chỉ có tao với mày biết người khác tuyệt đối không được nghe rõ chưa còn vâng ạ tốt nhưng mà sao mẹ lại mày nghĩ tao sẽ sinh con cho kẻ giết chồng tao ban đầu nó cũng nằm trong kế hoạch nó đi cũng nằm trong kế hoạch không việc gì phải thương xót cho nó mày yên tâm sau chuyện này kiểu gì con đàn bà đó cũng sẽ bị đối xử thậm tệ tao sẽ được làm vợ chính thức tới lúc ấy tao nhất định sẽ hành hạ chúng nó sống không được mà chết cũng không xong những lời này mẹ tôi nói mang theo hàng ngàn sự căm hận và đương nhiên bà đã nói ra thì bà nhất định sẽ làm cho bằng được bà thủ thị với ông ta khiến cho ông ta ngày càng căm ghét vợ của mình hơn không cho ở nhà chính nữa mà đuổi xuống nhà kho ở trong góc vườn cấm tuyệt đối không được qua lại làm phiền mẹ tôi còn tôi đương nhiên sẽ trở thành chị hợp pháp của nhi và hoàng trễm trệ ngồi trong hộ khẩu nhà họ có tiếng nói trong cái biệt thự ấy tôi không thiếu thốn bất cứ một cái gì thậm chí lời nói của tôi so với hoàng và nhi còn có trọng lượng hơn. Ví dụ như mẹ tôi cực kỳ chán ghét cái bản mặt khinh khỉnh của Hoàng nên đã bảo tôi đi đến làm phiền cậu ta khiến cho cậu ta tức tối mà hất cả gốc nước nóng vào người tôi. Đương nhiên là tôi bị bỏng còn Hoàng bị đánh một trận tơi bời cấm không được ăn cơm. Đỉnh điểm nhất là năm tôi 12 tuổi cậu ta 10 tuổi mẹ tôi bắt đầu nhận ra được cậu ta càng lúc càng thông minh sau này kiểu gì cũng ngáng chân bà cho nên bà bảo tôi lần này phải thật mạnh tay khiến cho bố cậu ta ghét cậu ta đến tận xương tủy lúc đó tôi cũng không hiểu mẹ tính kế gì cho đến khi trước hôm tôi được biểu diễn nhảy thì bất ngờ bị thương do trong giày có dính dao tem vết thương rất đau và sâu chắc chắn sau này sẽ để lại một vết sẹo xấu xí trước đoạn camera thì thấy hoàng đứng ở tủ giày rất lâu vì khuất bóng nên không ai biết được cậu ta làm gì nhưng mà theo lời mẹ tôi thêm mắm dặm muối thì bố cậu ta vô cùng tức tối, nên lúc cậu ta ngồi ăn cơm, ông ta không nói không rằng hất đổ bát cơm của cậu ta xuống đất, sau đó nghiến răng chất vấn. "Hoàng, có phải con bỏ dao tem vào giày của chị Quỳnh đúng không? Ai cho phép con làm điều ấy? Con trở nên độc ác như thế từ bao giờ hả?" "Con không làm gì cả." "Còn cãi à? Cái nhà này ngoài mày ra thì làm gì còn ai khác, không lẽ là cái nhi?" là chị ta tự mình bỏ vào con không làm còn dám cãi thái độ không thỏa hiệp của hoàng khiến cho bố cậu ta nổi trận lôi đình hất hết một bản cơm xuống đất sau đó kéo hoàng ra khỏi bắt đầu cầm dây lưng quật mỗi một lần tiếng chát vang lên là tôi một lần thấy cậu ta nhăn mặt lại chịu đựng tuy nhiên tuyệt đối không hề khóc lấy một tiếng nào nhìn những vết lần đỏ hiện trên làn da trắng nõn đó tôi đau lòng toàn muốn lên tiếng nhưng mẹ tôi lại ngăn không cho tôi làm điều ấy. Cuối cùng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhi chạy vào ôm lấy em trai cùng nhau chịu đòn. Chưa hết ở đó, ông ta còn đuổi Hoàng ra ngoài sân trong khi trời mưa sấm chớp tầm tã. Không cho phép ai đi ra đó che ô hay đưa cho bất kỳ một cái gì. Nếu ai mà cố tình thì nhất định sẽ phải nhận hình phạt giống như thế. Từ nhỏ Nhi đã mang bệnh trong người Yếu ớt giống như một viên thủy tinh mong manh Nghe nói là bị mắc bệnh tim bẩm sinh Nên không thể kích động Cũng giống như làm việc nặng hay là dầm mưa Lần trước tôi đến đây với tư cách là con của kẻ thứ ba Đã khiến cho nó một trận kích động Phải đi cấp cứu ngay trong đêm Vì không chịu nổi được cú sốc này Bây giờ một lần nữa sự việc lại lặp lại Nó nhìn Hoàng bị đánh và bắt quỳ dưới trời mưa sấm thì không ngừng khóc mếu máo ôm lấy chân của người đàn bà kia nức nở lên từng hồi bố bố đừng bắt em đứng ngoài trời mưa mà bố con xin bố trời sấm sét như vậy hoàng sẽ sợ lắm con không phải bênh cho cái thằng mất dạy ấy một là bây giờ trở về phòng hay là cút ra ngoài kia với nó luôn đi bố em hoàng không làm gì sai hết chúng con cũng không làm gì sai hết rõ ràng gia đình mình đang rất hạnh phúc mà sao bố lại vì người đàn bà khác mà bỏ mặc mẹ con con bố ơi cút ra à? ông ta khó chịu hất nhi một cái sau đó cùng với mẹ tôi đi lên tầng tôi ngồi ở bàn mắt nhìn nhi nước mắt ngắn nước mắt dài lưỡng lự một lúc rồi cũng chậm chạp bước dậy tính là muốn đỡ nó lên nhưng còn chưa đập được vào nó thì nó đã như một cơn gió đứng dậy dùng hết sức đẩy tôi ngã đập đầu vào tường sau đó lao lên túng tóc tôi đánh tôi chửi bới là tại mày tất cả là tại mày tại mẹ con nhà mày cướp đi bố của tao tại mày tôi không tránh né cứ để mặc cho nhi đánh chán thì thôi một lời không giải thích thật ra tôi cũng chẳng biết đến thời điểm này những việc mình làm là đúng hay là sai nhưng tôi biết là tôi không hối hận họ bảo tôi độc ác với họ họ bảo tôi máu lạnh Vậy thì ai thường xót cho bố của tôi, thường xót cho cuộc sống nghèo khó túng thiếu của tôi. Bố là ánh sáng duy nhất của tôi, nhưng chỉ vì những con người vô lương tâm không có đạo đức này mà ánh sáng đấy đã không còn. Tôi chỉ đang muốn họ phải nhận lại những gì mà họ đã làm với tôi mà thôi. Tôi muốn họ biết cái việc đau khổ khi mất đi thứ quan trọng nó nghiệt ngã tới mức như thế nào. Cứ thế những vết thương mà Nhi đẩy trên người tôi mỗi lúc một nhiều. Đương nhiên mẹ tôi cũng nhìn ra được. Và một lần nữa bà lại thủ thể điều đó với người đàn ông kia. Khiến cho ông ta giận dữ lôi đỉnh bắt Nhi ra quỷ với Hoàng. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hai chị em nhà họ. Lương tâm có chút không nỡ. Định lên tiếng xin sỏ. Nhưng mẹ tôi lại lườm tôi một cái sắc lẹm. Sau đó ghé sát vào tai tôi nói. Muốn làm chủ được cái nhà này thì phải tàn nhẫn. Mày không muốn trả thù cho bố mày nữa à? Nhưng mà họ sẽ bị ốm mất. Mẹ, không phải mẹ bảo con tiếp cận họ rồi làm cho họ tin tưởng con sao? Sao bây giờ lại Đó là trước kia, còn bây giờ tao nghĩ lại rồi. Thằng Hoàng nó quá thông minh, sau này nó lớn tao với mày sẽ không phải là đối thủ của nó. Cho nên bây giờ tốt nhất tìm cách để tiêu diệt chị em nó đi. Mẹ, sao mày sợ con, giết nó thì con mẹ nó cũng không chịu được mà chết. Như thế tao với mày sẽ thản nhiên có được gia sản cách xù này và cũng có thể trả thù được cho bố của mày Mẹ tôi vừa nói xong từ ngoài cửa tiếng gào thét của mẹ Hoàng với Nhi vang lên đầy đau đớn Tôi không rõ là ai thả bà ấy ra được nhưng nhìn bà ấy lúc này thật sự vô cùng thảm sáng vẻ xinh đẹp không còn nữa thay vào đó là bộ dạng đầy thảm thương Tóc sờ sáng, da khô nứt nẻ, chiếu ánh mắt phẫn hận về phía mẹ con tôi chửi lớn. Tại sao mày lại đến phá hủy hạnh phúc gia đình bốn người bọn tao? Mẹ mày là hồ ly tinh, đi phá gia đình người khác, mày cũng muốn mày biến thành kẻ giống như mẹ mày đúng không? Hai đứa con tao coi mày là chị, cái gì cũng tốt với mày, bây giờ mày đối xử với nó như thế. Mày thấy mày giống ác ma không hả? Tôi không nói gì. Chỉ biết rũ mắt xuống, mẹ tôi xả bộ giống như người mẹ tốt bụng, đỡ lấy tôi ôm vào lòng che chở giải thích. Chị, là hoàng đẩy sao lam vào giày của Quỳnh, khiến cho con bé bị thương nặng. Phải bỏ đi cuộc thi chung kết nhảy, Quỳnh nó không làm gì sai hết. Loại hổ ly tinh như chúng mày chỉ có thể lừa được cái gã đàn ông mắt mù kia, chứ không lừa nổi được mẹ con tao đâu. Ngay từ đầu mày xuất hiện, mục đích của mày là phá nát nhà tao muốn cướp gia sản nhà tao, mày cũng yêu thương gì ông ta. Chị đừng nói như vậy, em biết là em có lỗi với chị, nhưng mà thật sự em rất yêu anh Sơn, em muốn được cùng với chị hòa thuận chăm sóc anh ấy. Sao chị không thể coi em như người một nhà được vậy chị? Mẹ của Hoàng cười lạnh, không để ý đến sắc mặt khó coi của chồng, nhìn mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi. Tao nói cho mày biết, Mày thích ông ta thì tao sẽ để ông ta cho mày. Nhưng một phân tiền của sĩ nghiệp An Dương, mẹ con mày đừng hòng nhúng được tay vào. Tất cả mọi thứ đều thuộc về hai đứa con của tao. Em vốn sĩ không hề muốn động chạm gì vào gia sản của An Dương. Em thật sự muốn cùng chị sống hòa thuận. Hòa thuận, hạ người rắn rết như mày, hai chữ hòa thuận nghe thật kinh tởm. Mẹ của Hoàng giết lên từng lời phẫn hận, sau đó quay sang đỡ lấy Hoàng và Nhi đứng dậy. Ba mẹ con họ nặng nề bước từng bước khó nhọc. Mưa vẫn rơi ồ ạt, tôi nhìn bóng dáng gầy nhỏ của hai chị em họ, nhất thời cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại thật khó chịu. Cùng lúc ấy, giọng nói của người đàn bà cũng dội thẳng vào tai tôi, khiến cho tôi toàn thân như hóa đá, lạnh lạnh vô cùng. Hoàng, con phải nhớ lấy mối thù này sau này con lớn lên nhất định con phải khiến cho mẹ con à sống không bằng chết sau trận mưa hôm đó tôi nghe nói hoàng với nhi bị ốm một trận rất nặng cả hai phải cấp cứu trong bệnh viện có lẽ tình hình thật sự không được tốt nên hầu như suốt một tuần đó người đàn ông kia đều túc trực với vợ ông ta ở bệnh viện và đương nhiên điều ấy khiến cho mẹ tôi vô cùng chướng mắt bà đứng ngồi không yên đi ra rồi lại đi vào. Nhìn thấy tôi còn cảm giác tôi giống như là một thứ bẩn thỉu Mặc dù tôi không làm gì cũng chửi với tôi thậm tệ. Tựa như hôm nay khi tôi đang ngồi học bài và hùng hổ lao tới hất đổ hết cặp sách của tôi xuống dưới đất. Dậm chân thật mạnh lên chúng khiến cho những tờ giấy nhăn lại rách tươm, nghiến răng nghiến lợi, đầy phẫn hận. Mẹ kiếp, thế mà lão già đấy vẫn còn quan tâm đến lũ nghiệt chủng ấy. Tao không cam tâm tao không cam tâm sao lại có thể như thế cơ chứ tao không thể để mất hết tất cả mọi thứ được phẫn hận chán bà quay sang túm lấy vai tôi tôi mắt đỏ long lên nhìn thật đáng sợ tôi cũng sợ nhưng bao nhiêu năm nay nhìn thấy bà thay đổi một cách chóng mặt như thế bản thân cũng dần dần quen thuộc và chấp nhận được rồi cho nên cũng không có cuống nhiều nữa tôi yên lặng chờ bà nói cuối cùng cũng nghe thấy bây giờ mày đến bệnh viện bảo với ông ta là tao ốm nặng về đây ngay cho tao Hơn một tuần này lão già đó đều ở với con kia sớm muộn tình cảm chúng nó đong đầy lại lúc ấy tao với mày ra đường cả lũ đấy con mẹ định làm gì ạ à? tao làm gì là việc của tao mày chỉ cần nghe lời tao là được hay là mày không nỡ mày bây giờ chấp nhận đứng về phía lũ chó chết kia không phải con chỉ là không có chỉ là gì hết ta hỏi lại bây giờ mày có đi không. Vâng. So với việc bị mẹ đánh những trận đòn đau, tôi thà chấp nhận đi cho khuất mắt bà thì hơn. Vì thế bản thân cũng vội vàng thu dọn đống đồ vung vãi dưới sàn, sau đó bắt xe đi đến bệnh viện nơi Hoàng và Nhi nằm tìm ông ta. Cũng may lúc tôi nhìn thấy hai người đàn ông đó, ông ta đang đứng nói chuyện với bác sĩ về việc hai người kia phải điều trị như thế nào cơ bản thì sức khỏe cũng đã ổn hơn hẳn. Nhưng mà vẫn nên cần theo dõi một thời gian nữa để xem có biến chứng gì không. Nếu không thì tới lúc ấy có thể hoàn thành thủ tục. Nghe được những lời đó tôi không thấy vui hay buồn. Chỉ cảm thấy đáy lòng mình hình như có chút nhẹ ra. Thật may đều không ai bị gì cả. Nếu không thì tôi thật sự không biết phải nên làm như thế nào nữa. Bước chân bước lại về phía ông ta tôi bắt đầu bày ra vẻ mặt lo lắng Nói với ông ta về tình hình của mẹ mình Mong ông ta có thể quay về nhanh nhất với bà Quả nhiên người đàn ông này không chần chừ rời đi luôn Vừa đi vừa cuống quýt gọi điện thoại cho mẹ của tôi hỏi han Bỏ mặc người vợ của mình đang thục mạng đuổi theo phía sau gọi với Khi bà ta với tôi chạm mặt Tôi nhìn thấy sự căm hận tột cùng trong đôi mắt xinh đẹp ấy đồng thời cũng nghe thấy bà ấy không ngừng chửi rủa tôi, khinh miệt tôi. Lại không có giáo dục, thì còn đắp lên người bao nhiêu quần áo đẹp, thì cốt cách vẫn thối nát và gây tẩm như thế. Mày đừng tưởng mày với mẹ mày cho chồng tao uống bùa mê thuốc lú là có thể thao túng tất cả. Tao không để cho chúng mày thực hiện được điều chúng mày muốn đâu, con chó. Tôi hạ bí mắt, lời nói vẫn bình thản mang theo sự vô tội như cũ. Dì Xuân, cháu không hiểu gì đang nói cái gì cả cháu biết là cháu với mẹ cháu có lỗi với gì nhưng mà suy cho cùng đó cũng là chuyện của người lớn mấy người cháu chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể tính kế được ai mày giỏi như con mẹ mày đấy có thể qua mắt được người khác chứ đừng hòng qua mắt được tao ngay từ đầu mày đã tiếp cận hai đứa con của tao để lợi dụng chúng nó điều tra gia đình nhà tao rồi mẹ mày quyến rũ chồng tao để chồng tao đứng về phía chúng mày bất chấp Mày với con mẹ mày Đúng là loại hồ ly tinh không biết xấu hổ Một người lớn như gì Nói những lời nghiệt ngã này với một đứa trẻ Dì không thấy nó có chút quá quát sao Cháu đối với Hoàng và Nhi Đều không hề ghét bỏ Thậm chí cháu cũng muốn được cùng với hai bạn ấy Làm chị em một nhà Một nhà Con của một con đĩ rẻ tiền Mày tưởng mày có thể xếp bên cạnh các con của tao Cháu cút xa khỏi hai đứa con của tao ra nhìn người phụ nữ trước mặt sủ lông lên vì muốn bảo vệ con mình khỏi những nguy hiểm. Tôi bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng mình len lỏi một chút chua xót cùng với đau lòng, thậm chí là còn muốn khóc. Cũng đúng thôi, bởi vì từ bé đến giờ tôi đâu có nhận được sự yêu thương nào từ mẹ của mình. Từ bé đến giờ, người tôi gọi là mẹ chưa bao giờ bảo vệ tôi hay là yêu thương tôi một cách đúng nghĩa. Với bà, tôi như một thứ chướng mắt là một thứ bà luôn muốn tìm cách gột rửa đi cho khuất mắt hoặc là thứ bà dùng cho mục đích trả thù cũng như những kế hoạch độc ác của bà tuy nhiên hỏi tôi có hận mẹ hay là chán ghét mẹ không thì tôi lại không thể nào trả lời được bởi vì tôi chẳng biết cảm xúc của mình hiện tại là gì tôi chỉ biết là kẻ trước mặt tôi này hại chết bố tôi hại tôi tan cửa nát nhà cho nên tôi cũng muốn bà ta phải nhận lấy tất cả những thứ mà tôi phải chịu đựng không muốn đôi co với mẹ của hoàng nữa tôi xoay người rời đi tuy nhiên cũng không có trở về nhà ngay mà đi xuống dưới căng tin mua lấy mấy cái kẹo bút vừa ngậm vừa ngồi ở ngoài nhìn dòng người đông đúc qua lại tới khi nhìn thấy bà ta có việc rời đi tôi mới dồn hết can đảm chạy ngược lại lên tầng đi tìm phòng bệnh của hoàng với nhi Hai người đó nằm chung một phòng, lúc này cả hai cũng đã ngủ. Tôi rón rén bước lại đặt xuống gối của Nhi mấy cái kẹo, đôi mắt nhìn con bé nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, có chút không khỏi đau lòng, nó gầy hơn trước, da cũng xanh, bây giờ cũng chẳng cười nhiều nữa, cảm giác giống như một thiên thần bị giam cầm, mang đầy vết thương chồng chất vậy. Đặc biệt hơn là chúng tôi không còn coi nhau là bạn. Nó cũng không gọi tôi là chị Quỳnh nữa, mà bắt đầu căm hận và coi tôi giống như là kẻ thù, đúng là kẻ thù. Nghĩ đến đó tôi định đưa tay lên chạm vào má nó thì bất chợt phát hiện lúc này ở giường bên cạnh, Hoàng đã tỉnh từ lúc nào. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó lạnh giọng chất vấn, "Chị đến đây làm gì? Ai cho chị vào đây?" "Tôi đến thăm cậu. Này, kẹo mà cậu thích nhất đấy." tôi lấy ra từ túi áo chiếc kẹo bạc hà. tuy nhiên hoàng một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. cậu ta nhìn tôi đầy khinh thường, miệt thị tôi. chị có tiền mua kẹo cho tôi. cái kẹo này của chị cũng là lấy từ tiền của bố tôi, của nhà tôi. thì dù nó có ở tay của chị thì vẫn là của tôi mà thôi. cậu nói đúng, nó đúng là tiền của bố cậu cho tôi. nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã trở thành người một nhà rồi. Tôi có thể được coi như là chị của cậu Chúng ta Chị Ai muốn làm chị em với chị Chị nghĩ chị có tư cách đó à Cậu cút ra ngoài Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt gây tởm Không có liêm sỉ của chị Thật buồn nôn Không hiểu sao khi nghe Hoàng nói những lời đó với mình Tôi lại cảm thấy bản thân Thật sự rất thảm Cảm xúc liên tục bị ảnh hưởng Cho dù là ở ngoài hay là ở nhà Mỗi lúc một mình bản thân sẽ ngồi chôn mình trong bóng tối và bật khóc. Dần dần con người tôi trở nên thay đổi, ít nói hơn, bất cẩn hơn, tự coi mình giống như là một sự thừa thãi trong căn nhà đầy u ám tối đen này. Năm tôi 18 tuổi, học muộn 2 năm, xong lực học không đến mức quá giỏi và xuất sắc, tôi cũng thi được vào ngôi trường cấp 3 quốc tế của thành phố, còn Hoàng vì thông minh nên nổi tiếng vô cùng. Lúc này cậu ta 16 tuổi Nhưng đã cao 1m82 dáng người hơi gầy Nhưng bù lại rất đẹp trai và trắng Cho nên nghiễm nhiên được toàn trường Phong cho cái danh hiệu hot boy Vừa giỏi vừa giàu Con gái theo cả một hàng dài Chúng tôi ở trên trường không nói chuyện Về nhà cũng vậy Cả hai coi nhau như người dưng nước lã Không ai đả động vào ai Hoặc nói cụ thể hơn là Kể từ ngày đó Hoàng đối với tôi đã chán ghét rồi, nên tôi luôn là cái nhọt cậu ta muốn nhổ đi. Cho đến một ngày giáng sinh năm ấy, toàn trường tổ chức một cuộc thi, cậu ta được chỉ đích danh lên đàn một bản nhạc chào mừng, nhưng tôi biết là Hoàng không thích, vì thế đã lén nắm tay cậu ta kéo chạy trốn khỏi hội trường nhộn nhịp. Chúng tôi băng qua từng con phố, đi mãi đi mãi trên vỉa hè đông đúc người tới khi đứng trước một cây thông Noel to đùng trước cửa một trung tâm thương mại, tôi mới quay sang bảo cậu ta, "Hoàng, cậu nhìn xem, cây thông này to thật đấy, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một cây thông to như vậy." Khi nói ra những lời này, tôi cũng không mong muốn là Hoàng sẽ trả lời mình, nhưng ai ngờ cậu ta im lặng một lúc rồi cũng nhàn nhạt, nhạt đáp, "Trước giờ chị chưa từng được nhìn thấy sao?" "Chưa từng" Tôi lắc đầu buồn bã kể lại. Có một năm, bố tôi hứa là sẽ đưa tôi đi xem. Nhưng mà ông chẳng chờ được đến ngày đó nữa. Ừ. Càng lớn Hoàng càng trở nên ít nói hơn. Tính tình cũng lạnh lùng hơn. Hầu như cái gì cần nói thì cậu ta mới nói. Còn không thì tuyệt đối giữ im lặng. Chúng tôi mấy năm qua ở cùng nhà cũng không nói quá mấy câu. Thường thì cậu ta thấy tôi sẽ tránh đi không phải là vì ngại mà là vì cảm thấy chán ghét tôi, khinh thường tôi. Tôi biết điều ấy cho nên cũng không có tiếp cận hay cố lấy lòng. Cho đến hôm nay mọi việc mới chạy lệch khỏi quỹ đạo. 12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Mọi người trên quảng trường đều vui mừng ôm lấy nhau chúc nhau Giáng sinh an lành. Ai nấy đều cười tươi rực rỡ. Tôi đứng bên cạnh Hoàng, một cao một thấp vẫn không hề rời đi. Mắt nhìn chằm chằm lên những ngôi sao sáng rực trên bầu trời cao rộng, bất chợt cảm xúc trở nên nặng nề, rồi một giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Đúng, tôi khóc, khóc vì cái gì tôi cũng không biết nữa. Nhưng ngay lúc này đây, tôi cảm thấy mọi cảm xúc của mình thật sự chỉ muốn trào ra vỡ òa trong tích tắc. Những năm tháng này thật sự quá mệt mỏi, những năm tháng này nó biến tôi thành một con robot vô tri dù đau cũng không được kêu dù mệt cũng không được nản dù tuyệt vọng cũng không được than vãn thật sự khó chịu đến vô cùng phía sau lưng truyền đến một chút ấm áp tôi giật mình cúi đầu xuống lúc này bất chợt phát hiện hoàng khoác chiếc áo của mình cho tôi mùi hương thật thơm tôi không nỡ trả lại ngược lại còn cuộn chặt nó vào người cùng với cậu ấy đi dọc con phố sau đó dừng lại ở một quán ốc vỉa hè quán ốc này thật sự rất đông tôi với hoàng chờ mãi cũng tới lượt đó là một chiếc bàn nằm ở góc tối ánh sáng chiếu đến chẳng đủ nhưng mà điều ấy chẳng quan trọng lắm đơn giản vì cả hai chúng tôi cũng không thích cảm xúc của mình bị mọi người soi mói bật lấy hai lon bia tôi đưa cho hoàng một lon còn một lon thì ngửa đầu uống cạn hết một nửa sau đó mới lao đầu vào ăn, quả thật là rất đói, bởi vì từ trưa đến giờ tôi chưa có gì vào bụng, cho nên cách ăn của tôi cũng không được gọn gàng và tế nhị cho lắm. Lúc ấy tôi cứ tưởng là Hoàng sẽ khinh thường tôi và nói với tôi những lời miệt thị cơ, nhưng không ngờ cậu ta lại ra hiệu cho chủ quán đưa thêm đồ, là một đĩa hải sản đầy tôm và mực. Chưa hết cậu ta còn kiên nhẫn ngồi bóc vỏ cho tôi đặt vào bát cho tôi. Cái sự săn sóc này giống như là một giấc mơ vậy. Bởi vì trước giờ có chết tôi cũng không ngờ được chúng tôi lại có thể hòa thuận ngồi với nhau như thế này sau những khoảng thời gian đầy chán ghét. Lần đầu tiên cảm xúc buông thả tôi uống rất nhiều. Nhiều đến nỗi bản thân say gần như bất tỉnh nhân sự. Khi Hoàng đưa tôi về nhà tôi không chịu trở về phòng của mình mà cứ nằm lì ở phòng của cậu ta lăn lộn trên giường của cậu ta bắt đầu làm nhảm những lời vô nghĩa hoàng cậu đẹp thật so với mấy người ở trên tv còn đẹp hơn nhiều nữa thế à thế chị có thích tôi không có tôi thích cậu vì điều gì vì tôi đẹp hay là vì tôi có tiền không biết tôi nghĩ mãi mà không hiểu được mình thích cậu ở điểm nào nữa có lẽ là từ lâu rồi nhưng bây giờ mới nhận ra cậu biết không? Từ trước đến giờ chẳng ai đối xử tốt với tôi cả. Ngoài bố tôi ra thì cậu là người đầu tiên bóc tôm cho tôi ăn, là người cho tôi tựa vào lúc mệt mỏi. Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, giọng nói trở nên lè nhè, chẳng nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hoàng lúc nghe thấy tôi nói những lời này cảm xúc như thế nào. Tôi chỉ biết cậu ta im lặng khá lâu, sau đó những ngón tay lạnh buốt trượt dài trên má của tôi lạnh giọng nói Quỳnh, đừng để tôi nghe được câu này lần nữa. Tôi không thích mấy đứa con gái nói yêu tôi đâu. Không thích mấy đứa con gái nói hay là cấm tôi không được nói. Không phải chị vẫn luôn muốn làm chị của tôi sao? Bây giờ tôi với chị là chị em trong một nhà. Chị như thế này càng ngày càng biến mình trở nên trơ chẽn và không có liêm sỉ giống như mẹ của chị đấy. Tôi chậm rãi quay đầu lại, chống tay ngồi dậy đối diện với Hoàng khóe miệng cười buồn. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi cho rằng mình sẽ không yêu ai cả. Nhưng rốt cuộc tôi biết hóa ra, mình cũng có thể yêu một người. Cho nên tôi rất vui. Hoàng, cậu không biết tôi vui đến nhường nào đâu. Những năm tháng này tôi thật sự cô đơn. Lúc nào giấc ngủ của tôi chỉ toàn ác mộng. Tôi thường mơ thấy mình cô độc đi trên sa mạc đầy rộng lớn, không thấy điểm cuối. Tôi khát, tôi mệt Tôi muốn túng lấy một người nào đó Nhưng nhìn quanh mãi đều không có ai Những lúc ấy tôi ước gì trong giấc mơ của tôi cậu xuất hiện Như vậy tôi có thể được cứu sống rồi Quỳnh, tôi không phải là ông già Cho nên chị đừng dùng cái sự lẳng lơ của chị để quyến rũ tôi Đừng vì mấy hành động tôi hồi tối mà bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc, kéo tôi vào cái trò lỗ lăng của chị tôi biết là cậu ghét tôi nhưng tôi vẫn muốn nói bởi vì đây là tất cả những lời mà tôi chôn giấu trong lòng mình cậu nghe cũng được không nghe cũng không sao quỳnh chị yêu tôi thật à ừ nhưng mà tôi sẽ không bao giờ yêu chị cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu chị tôi biết tôi đưa tay vuốt tóc khép hở mắt hoàng thật ra tôi không biết mình có thể yêu cậu bao lâu nhưng mà tôi hy vọng chúng ta sau này có thể giống như hôm nay được không cùng đi chơi cùng học cùng nói chuyện giống như hai người bạn bình thường không hề có sự chán ghét được không chị nghĩ chị đáng được tha thứ hoàng cậu ghét tôi như vậy à ghét nhiều lắm sao cậu ta không trả lời tôi càng giống như được đà vòng tay ôm lấy cậu ta đè cậu ta dưới thân của mình mê hoặc nói nếu cậu thật sự không ghét tôi giống như là cậu nghĩ vậy thì chúng ta lén lút ở bên nhau được không bỏ qua hết chuyện của người lớn đi chỉ cần sống với cảm xúc của tôi với cậu là được mấy năm qua tôi thật sự rất mệt tôi chỉ muốn có một chỗ dựa vào để cho tinh thần được an tĩnh mà thôi kế hoạch tiếp theo của chị là tôi à cậu đừng nghĩ tôi giống như mấy đứa con gái suốt ngày vây quanh cậu được không tôi không cởi mở như họ cũng không nhiệt tình như họ lẳng lơ như họ nhưng mà tôi thích cậu là thật đấy hiện tại khó khăn lắm bản thân tôi mới có thể chấp nhận đối diện với thứ cảm xúc điên rồ trong lòng mình khó khăn lắm mới dám nói ra tình cảm với cậu tôi chỉ là muốn giống như những cặp đôi khác được ở bên cạnh chàng trai của mình mà thôi chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim cùng nhau nắm tay cùng nhau làm những điều mà chúng ta thích chuyện của mẹ tôi với bố mẹ cậu chúng ta kệ họ đi được không mặc kệ những con người đó đi. Chị có hối hận không? Không, tôi thích cậu như vậy, làm sao có thể hối hận được cơ chứ. Đêm hôm ấy, tôi nói với Hoàng rất nhiều, nhiều đến mức hôm sau tỉnh dậy, tôi không còn nhớ được là mình có nói những cái gì quá đáng hay không, hay là làm những hành động gì quá đáng hay không. Tôi chỉ biết là sau ngày hôm đó, chúng tôi đã thật sự cùng với nhau lén lút. Ở trường, những lúc giờ nghỉ trưa, tôi với Hoàng sẽ trốn lên phòng đàn, cùng ăn trưa và cùng ngồi đó nghe cậu ta đàn nhạc. Tôi không biết đàn, nhưng Hoàng thì lại rất giỏi. Những ngón tay cậu ta múa trên phím đàn thật sự khiến cho người khác phải trầm trổ thán phục. Bảo sao ở trường, hệ có tiết mục nào là các thầy cô đều mong muốn người này lên đàn một bản. Hóa ra cũng đều là có lý do cả. Lớp 12 Kỳ thi đại học mở ra ngay trước mặt. Việc học của chúng tôi trở nên nặng hơn. Hầu như lúc nào cũng lao đầu vào sách vở. Vì thế thời gian dành cho nhau không nhiều. Gần như là chẳng nói chuyện lấy một lần. Lúc này tôi bắt đầu nhận ra mình nhớ Hoàng nhiều hơn. Hình ảnh của cậu ta gần như liên tục ẩn hiện trong đầu của tôi. Gần như lúc nào cũng rõ một một khiến cho tôi muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Tôi nghĩ không biết Hoàng đối với tôi là gì, có thích tôi không? Hay đơn giản chỉ là trêu đùa trả thù tôi, muốn hành tôi phải khổ sở, giống như việc mà mẹ tôi đã làm. Hay là Hoàng có yêu, nhưng người cậu ta yêu là một người khác, chứ không phải là tôi. Một kẻ không có liêm sỉ, để lẳng lơ, đáng khinh thường. Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi có chút tệ, cuối cùng cũng dồn hết can đảm mở cửa phòng đi đến phòng của Hoàng. Lúc này cậu ta vẫn chưa ngủ. Khi nhìn thấy tôi xuất hiện trong phòng, ánh mắt cũng chỉ lơ đãng một cái, lạnh nhạt hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ?" "Tôi không ngủ được, còn cậu thì sao?" "Cũng thế." Câu trả lời của Hoàng có vẻ mang theo phần mệt mỏi. Tôi nghe xong chỉ biết câm lặng không nói gì nữa với lấy điều khiển bật tivi lên, chọn đại lấy một bộ phim. Lúc này trên màn hình nó cũng đã chiếu được một nửa, là hình ảnh của nhân vật chính ôm hôn nhau một cách điên cuồng, từ ngoài cửa cho đến trên giường. Cả hai liên tục thay đổi tư thế, hơi thở gấp gáp, họ đang làm tình một cách mãnh liệt. Mặc dù bật tiếng nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh, nó khuếch đại lên thật lớn, sợi thẳng vào tay của tôi với Hoàng. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy cậu ấy dừng lại động tác bấm điện thoại của mình, nghiêng đầu sang nhìn tôi. Đôi mắt trong bóng đêm lóe lên một tia sáng, giống như một con sói săn mồi. Tôi cũng nhìn cậu ta, không hề tránh né, không hề trốn tránh, ngược lại còn chậm chậm nhắm mắt lại. Và rồi trong một khắc, chúng tôi như bị điều khiển, từng chút, từng chút gần lại. Sau đó, nụ hôn cũng rơi xuống ban đầu nó chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng giống như bàn tay chạm vào bông hồng sớm mai vì sợ làm nó rụng cánh nâng niu cẩn thận nhưng ngay sau đó nó trở nên rồn rập môi lưỡi dây dưa tôi ngồi lên đùi hoàng hai tay ôm lấy đầu cậu ta còn cậu ta cũng siết chặt lấy eo tôi thời điểm này chúng tôi không còn say nữa mà hoàn toàn tỉnh táo tỉnh táo để nhận ra được bản thân của mình đang làm cái gì cả trái tim và cơ thể của tôi đang run rẩy trong vòng tay của hoàng cúc áo bị tháo tung chiếc áo ngực cũng kéo xuống cậu ta úp mặt vào lồng ngực đi đến đâu là cả người run rẩy đến đó lúc ấy tôi giống như bị thôi miên đôi mắt mọng sương nhìn thật lâu vào gương mặt thiếu niên ấy giọng nói run rẩy hoàng chúng ta cứ thế này nhé được không trong khoảnh khắc khi tôi nói những lời ấy Hoàng khẽ nhắm mắt lại Không hề trả lời Chỉ có ngón tay cầm lấy eo tôi Là siết chặt lại Giống như kiểu đang gồng mình Muốn bóp nát tôi ra thành trăm mảnh vậy Tôi đau đến ứa nước mắt Nhưng vẫn không dám kêu Chỉ biết gục đầu xuống đôi vai gầy Của người thiếu niên ấy giữ thật chặt Để lấy điểm tựa Chúng tôi ở với nhau đến bây giờ Là 10 năm rồi Nhi thì không nói Bởi vì tính cách Nhi giống y hệt Một cô công chúa chỉ biết nhõng nhẽo và yếu ớt, cần người che chở mỗi lúc, còn Hoàng thì giống như một bài toán vô cùng hóc búa, dù có cố gắng tìm cách giải thì vẫn không thể nào tìm ra được đáp án. Ngược lại, mỗi lúc dẫn đến một kết quả khác nhau, khiến cho tôi thật sự cảm thấy đau đầu, nhưng lại càng lạc lối trong đó không thể nào thoát ra được. Giống như bây giờ, dù tôi có thích anh thật, tôi có muốn đào sâu hơn nữa thì những gì tôi thu lại được cũng hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh, tâm tư anh ta ra sao, tình cảm anh thế nào, tôi nửa điểm cũng không thể nhìn ra được. Cánh tay khẽ trượt xuống chạm vào vật đang ngẩng cao đầu dưới lớp quần ngủ. Tôi hơi run người, cũng chẳng biết là hành động này có khiến cho hoàng cảm thấy thoải mái hay không, nhưng mà mất một lúc mọi thứ cũng xong xuôi. Tôi nhìn thấy anh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hơi đỏ, khẽ đẩy tôi ra khỏi, đứng dậy đi về phía trước bàn rót nước uống. Còn tôi thì đi vào rửa tay, lúc trở ra vẫn thấy anh đứng đó không quay người, bản thân không nhịn được mà hỏi. Anh sao vậy, không vui hay là không thấy thỏa mãn? Quỳnh, càng lúc chị càng to gan rồi đấy, tôi chợt cảm thấy chị so với mẹ của chị còn cao tay hơn nhiều. Tôi á khẩu không nói được gì, nhất thời chỉ biết giữ im lặng. Còn Hoàng thì vẫn nhách miệng, hướng cái nhìn đầy khinh thường đến tôi, khóa tôi trong chiếc ghế sofa trong phòng lạnh giọng. Tại sao không nói gì? Chị cầm rồi à? Vậy anh muốn em nói cái gì đây? Lẽ nào em phải biểu đạt mình vui vẻ khi được anh ví giống như một con đàn bà lẳng lơ không có liêm sỉ? Hay là cười đầy sung sướng khi được anh coi là một điếm rẻ tiền? Có gì khác nhau sao? chị bày ra cái vẻ mặt đầy tổn thương này không cảm thấy mình thật nực cười à, một người độc ác như chị mà cũng biết tự ái khi bị người khác sỉ nhục. Rõ ràng bao nhiêu năm qua đối với những lời này tôi đã gần như chai sạn hết cả cảm xúc, nhưng mà không hiểu sao lúc này khi đối diện với Hoàng, nước mắt tôi lại không thể nào ngăn xuống được, từng giọt từng giọt lăn dài. Đúng là tôi khóc, mặc dù không phát ra tiếng, nhưng mà hốc mắt bây giờ đã cay xè. Dù có chớp thế nào cũng không chặn lại được Thật tệ chưa bao giờ tôi nghĩ Sẽ có một ngày bản thân mình trở nên yếu ớt Và quỵ lụy giống như bây giờ Tôi không còn coi Hoàng là mục tiêu trả thù Hay là coi anh giống như một mục tiêu mà mình rằng xé Mà tôi thật sự cần anh Cần anh xuất hiện trong cuộc đời đầy u tối của tôi Cần anh ở bên tôi Nhẹ nhàng cho tôi mượn bờ vai dựa vào mỗi khi tôi mệt hoặc là cho tôi ôm mỗi khi tôi cảm thấy yếu ớt Tóm lại tôi không muốn chúng tôi biến thành kẻ thù nữa Không muốn nữa Càng nghĩ đến đó nước mắt tôi càng lăn dài Sụt xịt giống hệt như một đứa trẻ Và có lẽ chính điều ấy đã khiến cho Hoàng nảy sinh lòng thương hại Anh cau mày nhìn tôi một hồi Quyết định đổi giọng Ngón tay đưa lên chạm vào má tôi Khóc cái gì mà khóc Tôi nói sai à Không anh nói đúng lắm người như em thật sự không có liêm sỉ ừ vậy từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa tránh cho việc anh lại khó chịu trêu chọc tôi xong bây giờ lại muốn phủi chân chạy đi chị coi tôi là cái gì hoàng cong mày không hiểu sao hiện tại đôi mắt của anh lại khiến cho tôi hơi hoảng có chút giật mình ánh mắt luống cuống giống như động vật nhỏ đang hoảng sợ mà trong mắt của anh chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng sau đấy anh khẽ nhắm mắt lại tay nâng cằm của tôi, gặm chặt lấy môi tôi, kéo tôi vào trong u mê triển biên đợi cho đến khi tỉnh táo trở lại, bản thân mới bắt đầu dãy dụa kháng cự, thì hàm răng đã bị anh cạy ra, sau đấy đưa chiếc lưỡi của mình khuấy đảo mọi ngóc ngách. Từ bé đã không được mẹ yêu thương, luôn bị đánh đập, sau này nhận thức được một chút thì bố mất đi, mẹ kéo tôi vào vòng xoáy hận thù bắt tôi phải làm những thứ mà bà muốn tôi làm, dần dần con người tôi trở thành một phiên bản mà chính bản thân tôi cũng không dám ngờ tới, là độc ác. Tới bây giờ là 20 tuổi, tôi nhận ra mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên và giản dị thì lúc này lại không còn đường nào để quay đầu được nữa. Tôi thích Hoàng, thích cái sự trầm lặng của anh, nhưng tôi biết cả đời này chúng tôi không bao giờ có chuyện dừng lại ở một chỗ Bởi vì anh sẽ không bao giờ nhìn về một kẻ vô liêm sỉ là tôi Có chăng lúc này anh thỏa hiệp tôi Cũng chẳng qua là vì anh muốn biến tôi thành trò đùa của anh Để anh trả đạp và miệt thị Để trả thù tôi và mẹ tôi mà thôi Để cho mẹ tôi nhìn thấy được rằng Bái cướp chồng của mẹ anh thì anh sẽ khiến con gái bà ấy thành một kẻ rách nát không thể ngóc đầu lên được. Nước mắt lại chảy, Hoàng nhận ra cả người tôi đang căng thẳng và run rẩy. Anh ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi, xoay người thả cho nụ hôn mãnh liệt kia chậm lại, chậm dần, cuối cùng là rời khỏi hẳn. Ánh sáng mờ nhạt phát họa đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng, mày rậm đen dày, cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy cương quyết, nghiêm nghị gây cho người khác cảm giác thần bí cùng thâm sâu khó dò. Tôi mất máy, Tối nay em ngủ ở đây nhé, sớm mai em sẽ trở về phòng. Không sợ mẹ em biết được sao? Em Em thử nghĩ xem, nếu một ngày bà ấy nhìn thấy em nằm trên giường của tôi thì bà ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Là tức chết hay là cảm ơn em vì đã cho tôi vào chồng? Có lẽ đều không phải. Tôi lắc đầu, sau đó cũng không nói lời nào nữa, lặng lẽ bước về phía giường của Hoàng nằm xuống cuộn người vào chiếc chăn của anh, nhắm nghiền mắt lại. Thật may, người thiếu niên ấy không hề đuổi tôi đi. Ngược lại còn giúp tôi tìm một chỗ nằm thoải mái trong lồng ngực của anh. Ngủ một giấc thật dài cho đến sáng, không hề có cơn ác mộng nào cả. Ngược lại quanh quẩn nơi cánh mũi, còn phang phất mùi hoắc hương thật sự dịu dàng, thật sự yên bình. Và có lẽ chính vì điều ấy, nên sớm hôm sau lúc tôi mở mắt Đồng hồ cũng chỉ 7 giờ hơn, mọi người bên ngoài hình như đều có mặt ở dưới nhà ăn để ăn cơm, bao gồm cả hoàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên hẹn ước của anh của tác giả lê tuyết để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh mc thanh mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại